không có hiểu luôn. Cái mũi của cháu đó nè, mụn tan nát luôn. Tiếng Nhật chị ơi. Hả? Tiếng Nhật. Nhật đúng không? Dạ. À. Nhiều quá luôn nè, tội nghiệp không? Chắc còn nhỏ tuổi nè, mà không biết nói chuyện với cháu nó sao nữa. Mình lấy cái cầm tiếp đi. Yes, sir. Rồi. Như đây. Ra đây con. Cô không biết nói tiếng Nhật. Con cố gắng lên nha. Thank you.
cứ lên con trai. Biết con trai có hiểu lời cô nói không ta? Chắc không hiểu rồi. Nhật đúng không em? Cô ơi, ừ. Xài cái... Có xài hả? Có, mà đợi cô chút. Hết pin rồi đúng không? Dạ. Con muốn lấy sạc, con xuống dưới là 1 đúng không em? Hay là trệt? Hả? Con xuống dưới tầng trệt á, tầng 1 chứ. Con nói cô nào mà dưới đó thì con nói cho con mượn cái sạc điện thoại. Rồi con lấy con đem lên con sạc nha. Phòng ở dưới á con. Ổ cắm ở đây nè. Ổ cắm đây nè. Giờ con dỡ cái bạc nó lên. Bán lên nha. Chỗ này nó đau. Tội nghiệp không? Mụn tan nát cái mặt luôn. Yeah.
Em cứ làm đầy đủ, bước cho chị đi. Nó ngay tí.